Qua 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đã kết thúc thành công vào sáng ngày 14 tháng 7. Trong ngày làm việc thứ 2, các đại biểu tham dự kỳ họp đã tiến hành chất vấn lãnh đạo các sở ngành về các vấn đề phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng công chức trên địa bàn tỉnh, giải pháp nâng cao kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cung cách thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giải pháp y tế hiệu quả khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, quy hoạch và cấp phép khai thác cát, giải pháp thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, thuận lợi khó khăn trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, vân vân. Tiếp tục nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Bình Thạnh đã phân tích làm rõ nguyên nhân, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017 và các vấn đề được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cử tri quan tâm, đồng thời nêu ra các giải pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu do Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Phải tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn và hiệu quả để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo nông nghiệp tăng trưởng 3,13% và tổ chức sản xuất thu đông trên 159.000 ha, xả lũ 28.000 ha, chủ yếu tập trung ở Phú Tân và Thọ Sơn. Ngoài tăng diện tích sản xuất rau màu, một số sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cây ăn quả, chuối, xoài bắt đầu tạo ra giá trị sản xuất cho ngành nông nghiệp. Tổ chức sản xuất loại cá tra được kịp thời cung ứng, cung cầu, chế biến xuất khẩu đang gia tăng. Tập trung rà soát chỉ tiêu còn thấp, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, phân tích rõ nguyên nhân để ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2017. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn vay, bảo đảm tăng trưởng tín dụng, trong đó ưu tiên một số lĩnh vực cho nông nghiệp và du lịch, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tổ chức hoạt động kết nối giao thương trong và ngoài nước để tiêu thụ hàng hóa nông sản của tỉnh, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách khởi nghiệp của nhà nước, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thường xuyên kiểm tra đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công trình hoàn thành thủ tục giải ngân theo tiến độ, quan tâm chỉ đạo công trình trọng điểm đường tránh Long Xuyên, cầu Châu Đốc, tiếp tục quan tâm lãnh đạo giải quyết những tồn tại trong lĩnh vực văn hóa xã hội, ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, an toàn vệ sinh thực phẩm, văn minh đô thị, an ninh trật tự trong các khu du lịch, thực hiện tốt kịp thời những chính sách an sinh xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường các giải pháp để kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh quốc phòng, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí trên lĩnh vực an toàn giao thông, chủ động đối thoại người dân, rà soát giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại tồn động kéo dài, đổi mới nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân các cấp, góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân. Đánh giá kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Võ Anh Kiệt đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành tỉnh trong quá trình báo cáo, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề đại biểu và cử tri đặt ra. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 10 Đảng bộ tỉnh, tạo cơ sở vững chắc để thực hiện nhiệm vụ chính trị những năm tiếp theo, ông Võ Anh Kiệt, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 đề nghị. Ngay sau kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bảo đảm tính chủ động, toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết đã được ban hành, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri theo quy định và tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhất là giám sát thực hiện lời hứa của lãnh đạo các cấp, các ngành tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 15 nghị quyết, bao gồm các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, phí lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh.